Cha, 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 mẹ ông đâu rồi? Mẹ ông đâu rồi? Mẹ ông đâu rồi hả? Mẹ ông đâu? Ơi, chị đến cứu em. Mẹ ông chạy vô trống rồi. Trời ơi, mau đi để cha vô trống coi. Bây giờ trời. Thiên đường đã bị cháy rồi. Cha, các con, cha có lỗi với các con. Cha, con ở đây con. Cha, cha của các người đã qua đời rồi. Đám cháy nên bị lửa thiêu chết, tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Số tiền này cầm lấy đi, lo hậu sự cho cha mấy người và tìm đại phu lo cho em đi. Ngoài ra tự tìm một chỗ để ở đi. Con ký ngạo sơn trang này cho dù nó đã cháy rồi vẫn phải lấy về, không thể vì cha các người đã chết rồi thì thay đổi được chuyện này đâu. Chúng ta đi. Dừng lại đồng tiền thú với các người đi. Tất cả những đồng tiền này đều dính máu của những người bị các người giết. Tôi thà đói chết, thà nghèo chết cũng không lấy đâu. Hãy mau mang tiền các người đi đi. Mau đi đi đi. Giống như lão già kia vừa cứng đầu vừa sĩ diện. Lấy thì thôi, ai cần chứ. Đi. 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 Chà, 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 chà. Ông trời trên cao làm chứng, chủ quyền tôi xin thề, tôi sẽ trả thù, tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Cha,
Ai vậy? Là em, Thiên Hồng đây. Thiên Hồng, em phải xuống dưới bếp để giúp thím Trương lo điểm tâm. Em tranh thủ lúc này để nói với anh vài câu. Nói xong em sẽ đi ngay. Được. Bao nhiêu năm qua em không thể quên được. Đêm trước khi anh ra đi, anh đã không nói cho ai biết, chỉ nói với một mình em là anh sẽ ra đi. Còn nhớ đêm đó, em đã nói với anh, em sẽ đợi anh suốt đời. Thiên Hồng à, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Anh đã nói với em, kêu em đừng đợi anh, tuyệt đối đừng bao giờ đợi anh. Anh không trách em đâu. Em biết rõ là anh không trách em, nhưng thật ra em hy vọng anh sẽ trách em. Em không còn thời gian nữa. Sau này tuy chúng ta sống chung một mái nhà, ở chung một dòng rào, nhưng mà cơ hội để chúng ta nói chuyện hoàn toàn không có. Vì vậy em cần phải nói cho anh biết, có hai lý do khiến em phải lấy Dân Tường. Em không cần phải giải thích với anh đâu. Cần chứ. Em mạo hiểm tới chỗ này, ít ra anh hãy nghe em nói. Em nói đi. Lý do thứ nhất là em thật sự bị ảnh làm cảm động. Bao nhiêu năm qua, anh đã tốn rất nhiều công sức đối với em, làm cho em cuối cùng phải tin, nếu ảnh không có em thật sự không sống được. Vì vậy, lúc em lấy ảnh em rất chân thành. Em quyết định vì ảnh mà quên anh. Còn lý do thứ hai, em đã lớn tuổi rồi. Ngoài việc làm dâu nhà họ Triển, em không còn biết lý do gì để sống ở nhà họ Triển một cách danh chính ngôn thuận. Vì vậy em lấy chồng. Em biết rõ địa vị của chúng ta hiện nay rất bất tiện cho việc gặp riêng lẻ. Chưa nói tới chuyện Dân Tường ghen ghét anh. Cho dù ảnh không ngại, nhưng em cũng không thể làm sai được. Càng không thể nào để anh bị người ta nói. Được rồi, em đã nói xong. Từ đây về sau em không phiền anh nữa. Còn một câu nữa, em để trong lòng một ngày một đêm. Em chỉ mong có cơ hội để nói với anh. Mừng anh trở về. Thật đó, mừng anh trở về. Em đi nha. Thiên Hồng, bản thân em cũng giữ gìn sức khỏe nha. Quét dọn nhanh lên nha. Dạ dạ. Chào ông chủ, bà chủ. Dạ chào ông chủ, bà chủ. Chào ông, chào bà. Ba cái đồ ăn hại, thấy người ta tới gần thì đừng quét sân chào nữa. Chào chủ, chào Diên Huệ. Bụi đầy người hết trơn rồi. Dạ. À, dạ xin chào. Chào. Chào ông chủ. Chị trong quán, đi với chúng tôi ăn điểm tâm đi. Dạ được, tôi tới tìm Dân Tường để bàn chuyện của xưởng dệt đó. Ăn cơm trước đi, bàn cơm gì sao? Dạ. Tôi định đi tìm ông đây. Ê, có chuyện gì vậy ạ? Việc liên quan đến Dân Phi. Khó khăn lắm nó mới trở về đây. Ông hãy sắp xếp cho tôi, chuyện nào để cho Dân Phi lo, còn chuyện nào để Dân Tường lo. Phân chia cho rõ ràng một chút. Tốt hơn hết hãy hỏi ý kiến Dân Phi, tới đó chúng ta sẽ bàn bạc sau. Ông là tổng quản, đừng có gì Dân Tường là con rể của ông mà ông thiên vị nha. Dạ. Người ta nói nên quý bạn bè từ xa tới. Bây giờ thì tôi mới hiểu. Bà hiểu rồi sao? Tôi nghĩ bà chưa hiểu đâu. Nếu không, bà không bao giờ nói ba cái chuyện kỳ cục như vậy. Đêm qua con ngủ có ngon không? Mền có ấm không con? Đêm qua con uống nhiều rượu, mẹ sợ con sai quá. Con rất khỏe, bao nhiêu năm qua ở bên ngoài, ngay cả tử lượng cũng luyện được phần nào. Cha. Chào cha. Không ngờ Dân Phi bây giờ tử lượng lại khá như vậy ha. Đêm qua thật sự ly nào con cũng uống cạn hết đó. Không ai bằng con đâu. Nhưng mà 4 năm cách biệt đúng là phải nhìn lại à.
Ông chủ à, ông đã sai đó. Bao nhiêu năm qua chưa từng thấy ông vui vẻ như vậy. Mẹ à. Chị Tâm Quảng à, tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng ta đã là xuôi gia với nhau, gọi bằng ông chủ nghe sao được, phải sửa thôi. Không coi đó, ở trước mặt con dâu của tôi gọi ông chủ này ông chủ nọ, ông muốn làm trò cười à? Chắc là suốt đời này tôi không thể nào gọi được đâu. Để gọi ông chủ hết 30 năm rồi, bây giờ kêu sửa lại khó ghê lắm. Tóm lại cái chữ ông chủ giống như cái tên vậy, không gọi ông chủ. Ông hãy chấp nhận đi. Ông đó nghe. Suya, cái miệng ông nói nghe ngọt thiệt đó nha, nhưng tại sao lại sanh ra đứa con gái như trái bầu không có miệng vậy? Đấm ba cái cũng không nghe tiếng nữa. Thiên Hậu từ nhỏ đã được tôi nuông chiều quá độ, mẹ của nó qua đời sớm không có dạy dỗ đàng hoàng, bà đây thông cảm giùm. Thiên Hồng. Dạ. Sao không tới thỉnh an vậy? Con nhìn thấy mọi người vui vẻ nên không dám tới đây để ngắt lời. Cha, chào cha. Chào mọi người, xin chào. Trễ rồi, ai nấy đều có mặt, con là người cuối cùng tới đây. Đêm hôm qua con đừng có nhắc chuyện đêm qua mà. Đêm qua mọi người ở nhà uống rượu ăn tiệc thật là thoải mái, còn con và Thiên Nghiêu á, mệt như là một con chó vậy, chút nữa mất mạng luôn rồi. Nếu như còn có một người nào trách con sẽ trở mặt liền. Vậy chứ đêm qua con bận chuyện gì? Chữa lửa. Chữa lửa? Con chữa lửa ở chỗ nào? Có bị phỏng ở đâu không? Mẹ đã nói với con cả trăm lần rồi, cái chỗ nào nguy hiểm đừng có tới. Mẹ chỉ có một mình con thôi mà. Cha, mừng cho cha đó. Mừng cho cha điều gì? Anh của con trở về, mọi người chúng ta đều cảm thấy vui vẻ cả. Trong đầu của cha lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Dương Phi. Con mừng cho cha là miếng đất ở gần bờ suối cuối cùng cũng đã giải quyết rồi. Công xưởng của chúng ta tháng sau có thể khởi công xây cất rồi đó. Đây thật sự là một chuyện lớn đó. Miếng đất đó đã kéo dài 2 năm rồi. Ông già Tiêu đã dọn đi rồi à? Dọn rồi. Đổi quá. Mẹ à, mẹ ngồi đi. Chị Tổng Quản, ngồi đi. Cái nhà này vú già với người hầu cả đống, đâu cần em mới sáng sớm đã xuống nhà bếp rồi chứ, sao lại đứng ở chỗ này hầu hạ người ta ăn cơm vậy? Không phải mỗi ngày em đều làm như vậy sao? Kể từ hôm nay khỏi làm nữa. Em là vợ của anh, lấy cái quai của mợ chủ ra đi. Tuy làm xưởng dệt là ý kiến của anh, nhưng mà con người của anh mãi mãi chỉ có lý tưởng mà không có hành động. Làm bất cứ chuyện gì đều lo nghĩ cái này đắn đo cái kia, tới cuối cùng không làm được gì. Anh biết rõ em không e dè điều gì, em đã làm một cách vô cùng oanh liệt. Em không thể nào oanh liệt được. Nhưng mà khi anh ra đi rồi, chuyện của anh chưa đâu vào đâu. Bây giờ đã đàng hoàng hết rồi. Em không biết anh đi bói ở đâu ra mà trở về đúng lúc thật. Nhưng mà có một câu em đây nói trước nghe, những chuyện em đã nhúng tay vào tốt nhất đừng hỏi tới. Anh cũng nói rõ ràng cho em biết, lần này anh trở về đây không phải giành gia tài với em, và cũng không phải giành địa bàn với em. Nếu anh để ý tới gia tài của nhà họ Triển, ngày xưa anh không bao giờ ra đi. Nếu như đi được thì cái gì anh cũng có thể bỏ hết. Em đừng có dùng lòng dạ hẹp hòi của mình để làm méo mó tất cả mọi người. Yên tâm đi, tất cả mọi việc của em anh không bao giờ nhúng tay vào đâu. Được, em cần câu đó. Cha, mẹ, cha vợ và vợ của tôi, mọi người đều nghe rồi đó. Mọi người là nhân chứng của tôi hết rồi. Những gì mình đã nói ra thì đừng bao giờ hối hận. Hôm nay sáng mùng 5 tháng 4, 8:40, mọi người hãy nhớ kỹ giùm tôi. Sau này nếu như có người nào dám chối thì... Anh em tụi bay không thể nào để cho cha có một chút xíu thời gian vui vẻ hả? Tụi bay coi như là đóng kịch trước mặt cha đi có được không? Tại sao vừa gặp mặt thì giống như kẻ thù vậy? Cha còn chưa có chết, chưa gì hai đứa đã giành gia tài rồi à? Con,
Sự nghiệp của cha làm tổn thương con sao? Làm nhục con hay sao? Tại sao chứ gì đã muốn vạch rõ ranh giới rồi? Con hoàn toàn không nghĩ tới chuyện con sẽ làm cho cha đau lòng hay sao? Con hãy nghe rõ cho cha. Nếu con đã trở về thì phải phân ưu với cha. Cha không được còn bỏ trốn nữa đâu. Dân Tường, tôi khuyên cậu, cậu đừng có tranh giành ra mặt như vậy với cậu hai. Có chuyện gì để trong lòng không được sao? Không được. Tên Ngụy Quân Tử trong nhà này chính là hắn kìa. Tôi không có giống như hắn đâu. Trong lòng có gì thì phải nói ra hết. Không thèm chơi cái trò giấu dao sau lưng. Muốn chơi thì cứ mang đau mang thương ra trước mặt mà chơi. À phải rồi, cha tôi có nói gì với cha không vậy? Không. Không có. Không thì tốt. Nếu như có thì cha phải để ý một chút. Đừng có binh vực người ngoài. Tôi phải coi lại mấy tờ khai hộ khẩu kia. Có muốn đi chung với tôi không? Được. Lúc nãy trong phòng ăn có nhiều người, tôi không dám hỏi. Ông già Tiêu kia đã đi đâu rồi vậy? Sao? Tối qua Thiên Nghiêu không nói lại với cha sao? Trời ơi, đâu có nói gì. Dưới đất. Đêm hôm trước ta nhìn thấy ánh lửa, vội vàng chạy tới ký gạo Sơn Trang. Cậu đã qua đời rồi nên không thể gặp mặt cậu lần cuối, thật là quá đau đớn. Còn mấy con trâu con bò của cậu, ta đã quyết định bán giùm cậu rồi. Số tiền đó vừa đủ để lo đám tang cho cậu. Cậu à, ta biết rõ điều cậu bận tâm nhất chính là mấy đứa con của cậu. Nhưng mà đáng tiếc, Lan Diền đã bị họ triệu đuổi đi nơi khác rồi, chỉ còn lại ta và bà già ta thôi. Nhưng mà Vũ Phụng, Vũ Quyên đều thông minh lanh lợi, nhất định có thể chăm sóc các em tử tế, minh diễn. Yên tâm nhắm mắt đi. Cha, cuối cùng cha đã có thể ở chung với mẹ rồi. Hy vọng cha mẹ ở trên trời linh thiêng phù hộ cho tụi con, ban thêm sức mạnh cho tụi con. Bởi vì cha, con không có kiên cường như cha nghĩ đâu. Con đang quá sợ đây. Bé Út từ lúc bị quả quản tới bây giờ, lúc nào nó cũng hôn mê bất tỉnh, cho nên không thể đến tiễn đưa cha được. Cha đã biết, từ nhỏ nó đã yếu trong người, bây giờ mình mẩy đều bị thương, lại còn bị sợ như vậy, con sợ nó không cầm cự nổi. Cha, mẹ, xin cha mẹ phù hộ cho bé Út, để bé Út khỏe lại. Hãy ban cho con sức mạnh để con kiên cường hơn. Cha mẹ hãy cho con biết, hãy cho con biết từ nay con phải làm thế nào đây. Cha. Chị hai, chị đừng có lo. Em là con trai duy nhất trong nhà. Em 10 tuổi rồi, em biết làm nhiều chuyện lắm. Em sẽ gánh vác chuyện nhà, em đi kiếm tiền nuôi mọi người. Phải rồi, em nghe nói khu mỏ Đại Phong cần công nhân, ngày mai em sẽ tới đó làm việc. Hãy thu lại tất cả những gì em đã nói đi. Làm cái gì vậy? Phải, em là con trai duy nhất trong cái nhà này, là mạng sống của nhà họ Tiêu. Cha xem trọng em như vậy, và chị cũng đã từng vì em mà gây gỗ với cha, nói cha trọng nam khinh nữ. Cha từ sáng đến tối lúc nào cũng bận tâm, muốn cho em học đến nơi đến chốn, sao để em có thể tới đại học Bắc Kinh. Cha mới vừa qua đời không bao lâu, em lại đòi tới làm việc ở khu mỏ.
Không lẽ em chỉ thấy cái trước mắt thôi sao? Hãy nhận lỗi với cha đi. Để cho cha biết em sẽ cố gắng học để cha đừng nở mày nở mặt. Học, học cái gì mà học chứ? Giống như cha vậy, học cả đời cuối cùng cũng bị người ta đốt chết tươi à. Ây da, Vũ Quyên chê ba. Đánh em hả? Lúc cha còn sống chị chưa bao giờ đánh em. Cha vừa mới chết chị đã đánh em. Bé Năm, bé Năm à, em muốn chạy đi đâu? Năm chị em mình bây giờ có thể nói là sống chết bên nhau, không ai được xa ai. Chị ba đánh em là vì trong lòng chị ba có quá nhiều đau khổ. Chị ba cũng như cha mong em được thành tài mà. Bé Năm, tha cho chị, tha cho chị để đánh em. Bé Năm, chị ba. Em muốn khóc, em muốn khóc lắm. Khóc đi, chúng ta hãy mau khóc một trận cho đã đi. Vũ Quyên, em hãy coi vết thương của bé Út nè. Chị đã băng bó cho nó rồi, tại sao vẫn còn làm mủ vậy chứ? Bé Út xưa nay nó sợ xấu lắm, không biết có để lại thẹo không nữa. Nếu trên trán có vết thẹo thì phải làm sao đây? Thở con ơi, thở con. Tội nghiệp bé Út, lần đầu nó vì con thỏ mà đã nhảy xuống nước, lần sau lại xông vào lửa, nhưng mà cuối cùng con thỏ vẫn phải mất đi. Bé Út à, hãy mở to mắt ra nhìn chị nè. Nói chuyện với chị hai đi, có được không? Có được không bé Út? Cha ơi, cha, thỏ con ơi, mau cứu thỏ con đi. Mau cứu thỏ con. Chị hai, bé Út nó không sao đâu, em ấy sẽ tỉnh lại. Ngày mai em ấy sẽ giỡn như lúc trước vậy. Bé Út, em tỉnh lại đi. Anh sẽ làm ngựa cho em cưỡi, anh sẽ dẫn em đi coi hội chùa, anh sẽ dẫn làm chó cho em coi. Em muốn anh làm cái gì anh cũng làm cho em hết. Hơn nữa không bao giờ anh giận em. Bé Út, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi bé Út. Chị cũng vậy, chị cũng vậy nữa. Em tỉnh lại đi bé Út. Chị muốn em tỉnh lại. Chị sẽ chơi nhảy cò cò với em. Chị sẽ là người đất cho em. Em muốn chơi cái gì chị chơi cái đó. Chị không có là em nữa. Bé Út, em có nghe không? Em phải vì mọi người mà ráng lên. Mẹ qua đời, cha cũng đi luôn, tụi chị không thể nào mất em. Bé Út à, em hãy mở mắt ra nhìn mọi người đi. Chị hai ơi, chị ba. Chị hai đây nè. Em nói cái gì? Có nhiều con chim lắm. Chim ở chỗ nào? Nó bị sốt rồi, mình mẩy nóng rang. Chúng ta phải đưa nó vào thành khám đại phu trước. Kéo dài như vậy không được đâu. Trời ơi, nhưng mà chúng ta một đồng cũng không có, ngay cả bộ đồ để thay đổi cũng không có. Làm sao đây? Bây giờ cứ ở nhà ông bà Đỗ hoài cũng không được. Năm chị em mình còn phải ăn. Ông bà Đỗ đã sống khổ sở lắm rồi, đâu thể nhờ người ta nuôi hoài được. Phải làm sao bây giờ đây? Tại sao em ngu quá vậy? Em không biết suy nghĩ gì hết. Kiêu ngạo là cái gì chứ? Kiêu ngạo có thể đổi cơm ăn hay sao? Có thể mời đại phu cho bé Út sao? Có thể mua giày giấu quần áo được sao? Có thể mua chỗ ở được sao? Cái gì cũng không có được. Tại sao lại trả số tiền đó cho cái tên trời đánh kia? Tại sao lại không xài của hắn chứ? Bây giờ có bực chuyện đó cũng vô dụng. Thực ra số tiền đó chị cũng không muốn nhận đâu. Sơn trang của cha là Ký Ngạo Sơn Trang, không phải sao? Ký Ngạo Sơn Trang bây giờ đã trở thành bãi tro tàn rồi. Em đã nghĩ muốn đắt óc, nhưng hoàn toàn không có cách gì hết. Làm sao có thể trà trộn vào nhà họ Triển, cho một ngọn lửa đốt sạch nhà của họ đây? Vũ Quyên à, em bình tĩnh lại đi. Bé Út còn đang nằm đây, nằm tới bất tỉnh nhân sự. Em lại không nghĩ cách cứu nó, chỉ nghĩ ba cái chuyện không đâu hả? Em có điên hay không? Chị muốn em và chị phải đồng tâm hiệp lực để lo cho các em. Bây giờ
Điều mà chúng ta phải làm không phải là trả thù, mà là phải sống như thế nào. Em có hiểu rõ chưa? Vũ Quyên à, nè, em muốn đi đâu? Tới Đồng Thành để nghĩ cách. Em muốn gây với chị hay là em bị quỷ ám rồi? Đồng Thành cách chỗ này tới 20 dặm, đêm khuya như vậy làm sao em tới đó được? Cho dù có tới được, mọi người cũng vẫn còn đang ngủ, tìm cách như thế nào? Tóm lại, chúng ta ngồi ở chỗ này cũng đâu có cách gì. Đợi em tới Đồng Thành trước tìm cách cũng không muộn. Em bây giờ không có một chút manh mối, một mình đến Đồng Thành, chỗ đó rất tối. Nếu có xảy ra chuyện gì, chị sẽ chết cho em coi. Vậy chị muốn em phải làm sao? Vũ Phong, Vũ Quyên, hai con đừng có gây nữa mà. Bà biết trong lòng hai chị em con rất nóng ruột. Đây nè, đây là 2 đồng tiền vàng, tất cả gia tài của ông bà. Đúng ra là để dành tiền mua hòm, nhưng bà nghĩ người sống quan trọng hơn, mang đi chữa bệnh cho bé Út đi. Không được, không được. Được mà, sáng mai lấy chiếc xe gỗ của ông bà đẩy bé Út vô thành để chữa bệnh đi. Bà Đỗ à, không được đâu, con không thể xài tiền của ông bà được. Cầm ơi, cầm đi, cầm đi. Trị bệnh cho bé Út quan trọng hơn à. Ở trong thành có đông y, có tây y, còn có bệnh viện của người ngoại quốc nữa. Bác sĩ ngoại quốc có hình như rất giỏi về 3 cái bệnh phẩm này. Hồi trước thằng ngu nhà họ Trương đã bị cháy tại công xưởng, tới bệnh viện họ đã trị lành, không còn vết thẹo nào luôn. Thật sao? Vết thẹo mà cũng không còn? Đúng vậy à. Ông nghĩ tình hình của bé Út á, không thể nào để lâu được. Nhưng mà, nhưng mà cái này... Hey, giờ phút này con đừng có nói cái gì nữa hết. Phải rồi, đợi tụi con có tiền rồi thì trả lại cho ông bà sao ha. Ông bà vẫn còn khỏe mạnh dữ lắm. Số tiền này bà nghĩ dài 3 năm tới cũng không cần xài đâu. Này, đứng lên đi, đừng làm như vậy mà. Tụi con đứng lên hết đi. Đứng lên đi mà. Cái gì? Bé Út phải nằm bệnh viện? Phải nằm bao lâu? Các cô đưa tới trễ quá. Vết phỏng của em đúng ra không nghiêm trọng vậy, nhưng bây giờ nhiễm trùng nặng quá rồi, cần phải nằm viện để điều trị. Khi nào xuất viện phải tùy thuộc vào tình hình hồi phục của em. Cô cần phải chuẩn bị tâm lý. Tỷ lệ bình phục của em chỉ còn 50% thôi. 50%? Nói như vậy là tính mạng đang nguy hiểm rồi. Đúng là nguy hiểm tính mạng đó. Bác sĩ, vậy nằm bệnh viện mất bao nhiêu tiền? Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện của giáo hội. Chi phí nằm bệnh viện thì hơi thấp, nhưng mà em ấy cần phải dùng thuốc kháng sinh để chữa, chi phí rất là cao. Tuy nhiên các cô có thể dùng thuốc thường để trị liệu, nhưng trị được hay không tùy vào số mạng vậy. Nhưng mà loại thuốc đó cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ, không cần biết thuốc mắc đến cỡ nào, ông cứ trị đi. Tiền thuốc thang kia chúng tôi sẽ trả hết cho ông. Làm ơn đi mà. Được. Đi thôi. Bây giờ hai em ở trong bệnh viện lo cho bé Út đi. Còn chị và chị hai sẽ đi ra ngoài kiếm tiền. Chỗ này có bác sĩ rồi, có cả y tá nữa. Lỡ như có bất cứ vấn đề gì, các em cứ đi tìm y tá nha, có biết chưa? Nhưng mà đi đâu kiếm tiền đây? Cái đó các em đừng có lo. Chị và chị hai bất cứ giá nào cũng kiếm được cách mà. Vũ Phụng à, chị đừng ngồi chết trân nữa, chúng ta hãy mau tìm cách đi. À, phải rồi, số tiền mà ông bà Đỗ đưa cho chúng ta, lúc nãy trả tiền nhập viện rồi, cả tiền ăn uống và tiền đăng ký, còn dư được bao nhiêu? Chỉ còn lại chút tiền lẻ này thôi. Đây nè, em cầm đi.
Nếu bé Út tỉnh lại, nó muốn ăn bất cứ cái gì, em cứ mua cho nó ăn đi. Nếu cần đóng bất cứ tiền gì thì em cứ đóng. Điều quan trọng nhất là hai em không thể nào cùng lúc rời khỏi bé Út. Nếu nó tỉnh lại, không nhìn thấy anh chị, nó sẽ rất sợ, biết chưa? Được rồi, hãy tranh thủ thời gian đi tìm việc làm thôi. Đúng rồi, bé Út vẫn chưa biết cha đã chết. Nếu như nó tỉnh lại, các em nhớ không được nói cho nó biết. Nó đang còn rất yếu, nó sẽ không chịu nổi đâu. Các em cứ nói là cha đang bận. Em biết rồi, biết rồi. Em sẽ lo cho bé Út đàng hoàng tử tế, chị yên tâm đi. Xin hỏi ông cần người làm không? À không cần, không cần. Hai người muốn tìm việc làm hả? Dạ đúng, dạ đúng. Chị ơi, chị biết chỗ nào cần người làm không? Hey, ở đây tìm công việc không có dễ đâu. Nhưng mà mọi người đều là tự làm tự ăn. Trừ khi... Trừ khi cái gì? Trừ khi hai người đến Khởi Thúy Diện. Khởi Thúy Diện làm nơi nào vậy? Chính là căn lầu phía trước đó. Bà kệ đi, qua đó coi thử đã. Tìm việc làm hả? Không có tiền xài phải không? Ở nhà có người bệnh sao? Dạ phải, dạ phải. Chị em tụi con việc gì nặng nhọc cũng làm được hết. Được, ta sẽ cho hai con có việc làm liền. Hai người muốn nhiêu tiền nè? Công việc của tụi con là gì vậy? Hai người đến Khởi Thúy Diện tìm việc làm mà lại không biết chỗ bọn ta làm cái gì sao? Ở đây ta mở Khởi Thúy Diện này, để ai đó không còn đường đi thì tới đây tìm ta. Ở đây ta chuyên giúp đỡ người khác. Hai người đến tìm ta là tìm đúng chỗ rồi. Ở chỗ của ta kiếm nhiều tiền mà nhanh nữa đó. Kiếm tiền bằng cách nào? Nhanh lắm hả? Ta sẽ lập tức trả cho hai người mỗi người 5 đồng tiền bạc. Trả ngay hả? Trả ngay. Hơn nữa, mỗi tháng thu nhập của hai người từ 5 đồng trở lên. Chỉ cần hai người chịu làm thôi. Chúng tôi chịu làm, chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Vậy thì hai người phải viết giấy cho tôi, trong vòng 3 năm phải làm việc ở Khởi Thúy Diện, chúng tôi không được đi chỗ khác. Thím à, vậy công việc chúng tôi rốt cuộc là làm gì? Thím ơi, cứu con với, cứu con. Thím ơi. Mẹ kiếp, mày tưởng mày là đại tiểu thư hả mày? Cái này cũng không, cái kia cũng không. Để tao cho mày biết bồi cái mày. Thím ơi, con không làm nữa. Thím ơi, con không làm nữa đâu. Tha cho con đi, con không làm nữa. Không làm, không làm thì mày đem tiền lại đây. Mày tưởng Khởi Thúy Diện của tao là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Để tao mày. Thả tôi ra. Đây. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi. Trời ơi, làm cái gì mà la dữ vậy? Từ từ cũng quen thôi mà. Chạy mau. Ê, 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 hai cô kia, đứng lại đi. Tôi cho hai cô cơ hội tốt mà. Tôi đảm bảo khắp đồng thành này không tìm được công việc gì đâu. Trở lại đi, nếu không tìm được việc gì cứ đến tìm tôi chào đón hết lòng mà. Nguy hiểm quá, xem chút nữa mình bị bán rồi. Làm chị đổ mồ hôi lạnh luôn. Lập tức có tiền, đúng là một cái bẫy mà.
Sau này đừng có ẩu như vậy nữa. Tìm việc làm phải tìm hiểu kỹ coi chỗ đó là chỗ nào. Mình đi hết cả ngày không kiếm được đồng nào, mệt hết hơi hết sức luôn, đầu quay vòng vòng luôn, còn sợ đến đứng tim nữa chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Không biết bé Út bây giờ ra sao. Mình về bệnh viện trước đi, ngày mai hãy đi tìm việc tiếp. Chị hai, chị ba, sao hai chị giờ này mới về? Bé Út làm sao rồi? Không không, bé Út vẫn khỏe. Nó đã khỏe lên rất nhiều, nó đã hết sốt rồi. Bây giờ nó đang ngủ. Nhưng mà bé Năm thì không. Em nói bé Năm không thấy đâu, nghĩa là sao vậy? Không phải nó đang ở bệnh viện với em sao? Hai chị vừa mới ra ngoài, bé Năm nói nó ở bệnh viện không chịu nổi nên mới ra ngoài đi dạo. Sau đó nó đi ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Đúng là bệnh của mấy đứa con trai, không kiên nhẫn chút nào hết. Biểu nó ở lại bệnh viện với em mà nó không ở nổi, đúng là tức chết mà. Nhưng mà nó đi đâu mới được chứ? Đồng Thành là nơi xa lạ, nó chưa từng tới đây bao giờ. Nó cũng không hề quen ai, vậy thì đi dạo ở đâu mới được? Em có đưa tiền cho bé Năm không vậy? Dạ không, tiền vẫn còn ở đây. Trước khi đi kêu nó đừng có sai bé Út. Không ngờ là nó lại chạy ra ngoài chơi như vậy. Lần này nó trở về, em đánh gãy chân nó. Nhưng mà có đi chơi thì bây giờ cũng về rồi. Đã tối như vậy, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, lỡ mà bị người ta gạt đi mất, chị thấy ở Đồng Thành này không có an toàn chút nào hết. Ơ, chị hai, chị ba, hai chị tìm được việc gì chưa? Em làm cái gì vậy? Em gặp phải người xấu hả? Ở trong người em đâu có tiền, bị người ta ăn cướp sao? Em đánh lộn với người ta có phải không? Nhìn em như vậy là chị biết em đánh lộn rồi. Em không chịu ở bệnh viện với bé Út, lại đi ra ngoài gây sự, tới giờ mới về. Em muốn làm chị tức chết phải không? Em đâu có gây sự đâu. Chân của em sao vậy? Hả? Không có sao, em chỉ bị té thôi. Con gái mấy chị lúc nào cũng lo lắng đủ thứ. Em nói vậy là có ý gì? Con gái tụi chị sáng giờ đầu tắt mặt tối, còn em lại bỏ đi chơi một mình, đánh lộn bị thương trở về, không bàn đến sự cực khổ của người khác. Em hoàn toàn không biết lo cho ai hết. Ai nói với chị là em đánh lộn? Không đánh lộn. Vậy chân của em thì sao đi? Ê, đừng có đụng vô, đau lắm đó. Em bị thương hả? Sao lại bị thương tới như vậy? Cũng may là đang ở trong bệnh viện. Chúng ta hãy đi gặp y tá đi, nhờ họ băng lại cho em, nhanh. Trời ơi, không có sao đâu, không có chuyện gì hết. Em không muốn tốn tiền, em không có băng bó đâu. Em biết rõ cái gì cũng tốn tiền, vậy sao không chịu ngồi yên ở trong bệnh viện này đi? Em tiền nè, đi trả tiền cho bé Út đi. Em biết là chưa đủ, ngày mai em sẽ đi kiếm thêm. Thật ra em đã đi đâu? Em đã tới khu mỏ, em tới đó tìm việc làm. Đúng ra là trước khi trời tối có thể về đây, nhưng mà khu mỏ trên núi xa lắm, bận đi bận về sẽ bị tốn thời gian. Xe chở than kia không có gì hết, nhưng mà đẩy nặng gần chết. Em không để ý cho nên té lộn nhào, nhưng mà không có sao đâu, trước lạ sao quen mà. Ngày mai em có kinh nghiệm, em sẽ đỡ nhiều hơn. Tội nghiệp cho em thôi. Không có sao đâu, cô mở nhiều đứa còn nhỏ hơn em nữa, người ta cũng mướn mấy đứa nhỏ. Ngày mai em sẽ không bị té nữa đâu. Còn nói ngày mai hả? Ngày mai em còn dám đi sao? Nếu để em đi đẩy xe ở khu mỏ thì để chị tới khởi thiếu viện cho rồi. Vũ Quyên, sao em lại nói những lời này? Đừng có làm chị sợ nha, cũng đừng bao giờ nghĩ tới. Hứa với chị, em không được nghĩ tới chuyện đó. Chúng ta dù sao cũng là con gái của Tiêu Minh Diễn mà. Nhưng mà chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày mai chúng ta sẽ phải cố gắng, phải cố gắng tìm cho được việc làm. Chị không tin là cuộc đời này không còn chỗ cho chúng ta sinh tồn.
bé Năm. Em mình mẩy đã đầy vết thương, không cho em tới khu mỏ nữa. Nếu ngày mai mà em vẫn còn đi thì chị Chị Hai, chị đừng khóc nữa, em sợ chị khóc lắm. Được rồi, được rồi, em không đi nữa. Chị đừng khóc nữa nha. Cá tươi đây, cá tươi đây, ghé vô, ghé vô. Cá tươi đây. Dạ, ghé coi đi. Giải đẹp đây, mời ghé vô coi nha. Cá tươi đây, con đường ơi, ghé vô. Cá tươi mới về đây. Cảm ơn, cảm ơn. Tươi lắm đó. Cá tươi, dạ, xin mời. Ngọt, chưa ngọt đây. Giải đẹp, dạ, dạ, xin mời, ghé vô. Mãi vô, mãi vô. Cái cây tươi lắm, xin mời. Ghé coi đi. Đại Nguyệt Long. Dạ, xin mời, ghé vô coi đi, con nương ơi. Anh dù bán trái cây tươi đây. Ê, nhà hàng này nhìn rất sang trọng, khách ra vào tấp nập, xem ra người rất đông đúc. Chắc chắn làm ăn rất khá. Chị thấy nó hơi giống cái kỷ diện trước kia. Trời ơi, chị làm ơn đừng có đạp vỏ dưa lại sợ vỏ dừa mà. Nhìn vào là biết không giống cái chỗ kia rồi. Biết đâu chừng họ đang cần người bưng trà bưng nước. Biết đâu chừng họ đang cần phụ bếp. Hay có thể họ đang cần người rửa che và quét nhà. Ê, chúng ta vào trong hỏi đi. Nè, chúng ta vòng phía sau đi, đừng làm cản trở người ta. Chuyện gì vậy trời? Bộ đuôi hay sao vậy? Đằng đứng mà không nhìn kỹ có ai hay không? Trời ơi, tại đồng thành này trên trên dưới dưới, đường hẻm lớn nhỏ mấy chục cái bộ hết đường đi rồi hay sao? Mà đứng ngay trước cửa nhà tôi như vậy, nhìn đi, trái phải trước sau nhà hàng xóm láng giềng biết bao nhiêu người. Tại sao không đứng trước cửa nhà người ta, lại đứng ngay trước cửa nhà tôi? Để bị tạt nước vô người. Ai biểu cô đứng trước cửa nhà tôi? Còn chửi.让自己不再去想。